Người già lưu ý 3 điều này để tránh đột quỵ. 1. Chú ý đến nhiệt độ nước và nhiệt độ môi trường. Nếu nhiệt độ nước tắm quá cao vào mùa đông sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và dễ dẫn đến tình trạng mạch máu giãn nở quá mức, gây hại cho sức khỏe. Khuyến cáo rằng nhiệt độ của bồn tắm nên được giữ ở khoảng 40 độ C và không nên quá nóng. Tốt nhất hãy giữ nhiệt độ môi trường phù hợp với nhiệt độ nước. Bạn có thể bật đèn sưởi trước và đợi đến khi nhiệt độ môi trường nóng mới đi tắm. 2. Lựa chọn tư thế. Khi tắm, lưu ý không cúi đầu thấp hơn tim, nếu không sẽ tạo thêm gánh nặng cho tim, đặc biệt là người trung niên và người già dễ mắc các bệnh cao huyết áp, bệnh tim. Ngoài ra, cũng không nên ngẩng đầu quá cao khi gội đầu. Phần lớn, người trung niên và người già đều mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ. Ngẩng đầu lên sẽ khiến cột sống bị biến dạng quá mức, dễ gây đột quỵ. Tư thế tốt nhất khi gội đầu là đứng thẳng. 3. Đừng tập thể dục ngay lập tức. Sau khi gội đầu, lưu ý không tập thể dục ngay, nếu không sẽ dễ khiến huyết áp tăng mạnh, gây thêm gánh nặng cho tim. Ngoài ra, bạn nên chú ý sấy tóc kịp thời sau khi gội. Tóc ướt dễ gây tê da đầu và đau đầu, ảnh hưởng nhiều hơn đến sức khỏe. 4. Gội đầu vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn. Một số người cho rằng gội đầu vào buổi sáng dễ gây tắc nghẽn não nhanh chóng, gây đau đầu, chóng mặt và dễ bị cảm lạnh hơn. Nhưng một số người lại cho rằng gội đầu vào buổi sáng có thể giúp tỉnh táo. Không thể phủ nhận rằng nhiệt độ khi thức dậy vào buổi sáng tương đối thấp, dễ bị gây cảm lạnh nếu không có biện pháp giữ ấm. Thông thường, sau khi thức dậy thì không nên gội đầu ngay. Một số người cho rằng gội đầu vào ban đêm là không tốt vì ban đêm độ ẩm cao hơn, tóc khó khô hơn, dễ dẫn đến chóng mặt và đau đầu.